Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như phần tiêu đề của video thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một chiếc smartphone nằm ở phân khúc giá rẻ mà ngày qua nó cũng đã làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Đó chính là chiếc Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Đây là một phiên bản nâng cấp so với chiếc Xiaomi Redmi Note 7 ở phần camera, ở phần con chip, nhưng mà theo mình thì chiếc máy này nó lại không đáng mua. Tại sao ư? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn trong video này nhé. Nói về cái phần thiết kế cũng như là những cái trải nghiệm trong quá trình sử dụng của mình về chiếc Redmi Note 7 Pro này thì mình phải nói một câu thực sự, đó là nó không khác biệt so với chiếc Redmi Note 7. Một cái thay đổi lớn nhất trên chiếc Redmi Note 7 Pro này đó là nó sẽ được trang bị camera với độ phân giải là 48 megapixel, thực cảm biến IMX586 đến từ Sony. Nhưng mà trong cái trải nghiệm thực tế thì mình phải nói rằng là những cái bức ảnh mà chiếc máy này nó chụp ra thì nó lại không mang lại cho mình cái sự khác biệt quá nhiều so với cái sản phẩm đó là Redmi Note 7. Nó có khác biệt khi mà các bạn zoom lên thì chí ít cái chi tiết của nó mang lại cũng nhiều hơn, nhưng mà với cái số tiền chênh nhau khoảng 1 triệu mà những cái thay đổi mang lại nó không quá nhiều thì đây chính là cái điểm đầu tiên mà mình cảm thấy rằng các bạn không nên mua cái chiếc Redmi Note 7 Pro này, mà mua Redmi Note 7 cũng đã đủ rồi. Cái thứ hai đó là về trải nghiệm màn hình trên Redmi Note 7 Pro thì nó cũng không khác biệt so với Redmi Note 7, vẫn màn hình đó là 6,3 inch cực độ phân giải là Full HD cộng chúng ta có tấm nền IPS, màu sắc tương phản các thứ, nói chung là cái trải nghiệm hiển thị trên màn hình này là không khác biệt so với chiếc Redmi Note 7. Thậm chí mình cũng có thể nói rằng là có thể màn hình này chính là màn hình của Redmi Note 7 nắp lên. Quên mất, lần trước mình có làm một video tháo con Redmi Note 7 Pro này ra thì anh kỹ thuật có bảo là chúng dùng chung màn hình mà. Quên. Một thay đổi nữa trên chiếc Redmi Note 7 Pro này, nó sẽ có con chip xịn sò hơn, đó là Snapdragon 675. Còn phiên bản bộ nhớ RAM thì như mình đã chia sẻ rồi, chúng ta vẫn sẽ có các tùy chọn như kiểu là 4GB, 6GB và 64GB bên trong, khoảng 128GB bên trong. Thì chúng ta chỉ quan trọng về con chip mà thôi. Với con chip Snapdragon 675 này thì trên cái thông số cũng như những điểm số mà nó chấm ra thì nó sẽ nhỉnh hơn rất nhiều so với con chip Snapdragon 660. Và điều đó mình phải công nhận, nhưng mà nó nhỉnh hơn lại cũng không nhiều. Điển hình như cái tựa game mà mình hay chơi đó là Lego Mobile, thì với chiếc Redmi Note 7 nó cũng mang lại cho mình cái trải nghiệm đó là chơi game được max setting và cái FPS của nó vẫn ổn định ở mức 60fps, thì chiếc máy này cũng mang lại những cái trải nghiệm tương tự là như vậy. Hay là vào trong cái tựa game đó là PUBG Mobile thì những cái mức setting mà chiếc máy này đạt được nó cũng giống tương tự như chiếc Redmi Note 7, và trong cái quá trình trải nghiệm chơi game thì gần như là cái sự khác biệt là nó cũng không có. Chủ yếu đó là cái tốc độ khi các bạn khởi động ứng dụng thì nó sẽ nhanh hơn một chút, nhỉnh hơn một chút so với cái chiếc Redmi Note 7 phiên bản thông thường. Vậy nên là với 1 triệu bỏ ra chỉ để lấy được cái sự khác biệt nho nhỏ như vậy ở cái phần cấu hiệu năng thì đây cũng là một cái điểm mà mình thấy không đáng để chúng ta bỏ ra thêm 1 triệu để mua chiếc máy này. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một mặt tích cực trên cái chiếc Redmi Note 7 Pro này mà mình phải công nhận, đó là về cái thời lượng sử dụng pin của chúng ta cũng đã được tăng cải thiện thêm khoảng 30 phút so với chiếc Redmi Note 7, nhờ vào con chip Snapdragon 675 được chạy trên một cái tiến trình mới, và cũng có thể là do cái chiếc máy này cũng được tối ưu hóa một chút về phần mềm nên là cái khoảng thời gian của nó cũng đã được cải thiện hơn so với chiếc Redmi Note 7. Và trên đó là những chia sẻ của mình, những cái đánh giá và những cái cảm nhận của mình về chiếc Redmi Note 7 Pro sau một khoảng thời gian mà mình sử dụng. Và với những thứ mà chiếc Redmi Note 7 Pro này mang lại, những cái thay đổi mà Redmi Note 7 Pro mang lại so với chiếc Redmi Note 7 thì mình thấy rằng nó vẫn chưa đủ, và nếu như là mình thì mình vẫn sẽ chọn chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Còn các bạn thì sao? Liệu các bạn có bỏ ra thêm 1 triệu để lấy lại những cái sự gọi là thay đổi nhỏ nhoi đến như vậy hay không? Xin comment để lại cái sự lựa chọn của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.